bỏ vô. Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì anh em sang đi thả lưới lại nha cả nhà. Cũng mấy hôm nay nghỉ rồi, không có về cửa nhà trên đường cũng hơi buồn nha. Hôm nay thì hai anh em sang đi thả rồi. Rồi, buổi chiều sang chúc cả nhà có một chiều thật là vui vẻ bên gia đình nha. Dài lâu quá cả nhà, không đi chiến đấu. Hay xuống bắt cá khủng rồi quay cho cả nhà xem coi. Mong là bà cậu độ đêm nay hai anh em sang chúc đậm nha cả nhà. Vô không có được. Dài cảm giác bắt được cá bự. Cảm giác cái tay nó sao sao luôn. Nghĩ cũng mấy giờ cũng 5-6 bữa đó nha. Cũng ngứa ngứa tay đó nha. Hôm nay xuống mong bà cậu độ hai anh em sang chúc đậm mình. Để quay những con cá bự, cá cóc, cá sủ, cá dùng vài thúng gì cho cả nhà xem. Đã mắt luôn. Cả nhà nếu đi xuống dưới thì không có ai thì hai anh em sang bổ liền luôn nha. Ghe xà lan đậu hì hì trông vui ghê luôn. Tới chỗ nha cả nhà. Xuống tới bị dưới mấy chiếc xà lan đó là mình bổ lưới từ bên mé An Giang bên này nè, của qua bên bên Đồng Tháp bên. Rồi thả dài xuống Tân Châu dưới rồi kéo lưới rồi sẽ quay cho cả nhà xem nha. Rồi, anh em xong cái lưới nha cả nhà. Nhiều luôn, tối. Vô mánh đây. Bữa nay thấy
cha chà bát đã được vô. Thank you.
Máy về xong bảo đêm cá cha rồi nó đi lắm. Sảy luôn, béo dữ lắm cả nhà, đi mua cái cốc. Oh, good.
kiếm ý.